Em xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì chú bác đang xem kênh của mình. Thì trước khi vào video mình xin giới thiệu cho những anh em chú bác xem kênh hôm nay một sản phẩm cực kỳ hữu dụng trong gia đình. Mỗi gia đình thì cũng nên có một ít nhất một hai cái ly này trong nhà ha. Đây là một cái trong những cái ly giữ nhiệt nhập khẩu từ Nhật Bản nha mọi người. Theo công trong tháng này nó về về Việt Nam mình. Hàng này là hàng mới chưa có xài đó, thì trong để khỏi lãng phí thời gian của mọi người thì mình đã chuẩn bị tất cả các đồ chơi hôm nay, là cái gì, máy khoan, nước sôi, nước đá, tất cả các thứ mà cần thiết nhất có thể. Mình sẽ test trực tiếp trên cái video này, và anh em chú bác thì cô gì đó thì mình có xem thì mình hãy chú ý xem kỹ cái clip trên xem kỹ từng giây từng phút trên clip này ha. Mình sẽ giới thiệu cặn kẽ để xem là cái ly này nó làm bằng cái gì, chất liệu nó ra sao và giữ nhiệt giữ nóng như thế nào ha. Một sản phẩm này thì thực sự ra là mình đã muốn sở hữu nó từ rất lâu rồi, thậm chí là hai năm nay. Ly mình đang dùng là bên trái đây là có ba cái, rồi mình sẽ giới thiệu những cái ly mới về cho anh em chú bác cô dì xem ha. Rồi, để khỏi lãng phí thời gian thì mình test nước nóng trước nha mọi người. Nước đá thì mình cũng đã để sẵn rồi, mình chuẩn bị nãy giờ chắc khoảng nửa tiếng có nha nè. Nói chung là mình để đây, mà trong thời gian này mình sẽ quay clip rồi anh em chú bác để xem. Tại trên đây là mình để block trên một tấm giấy để nó cách nhiệt. Để nó xem cái ly nó có tơm mồ hôi đổ nước ra ngoài không, như những cái ly miễn mà trong gia đình mình thường dùng hàng ngày ha. Đây, để coi được ra được bao nhiêu giọt nước nha. Rồi, đây là nước nóng nha mọi người. Đây là nước nóng nha, bốc khói đàng hoàng. Đó. Cái này thì nó hẳn là có miếng nước lạnh thôi, nhưng mà mình đây, thôi mình đổ vô cái ly cà phê của mình nha mọi người. Nước sôi đàng hoàng nha. Đụng vô rồi. Cái này có thể giữ được nóng và giữ được lạnh đó, anh em chú bác mình thấy là nước nó vẫn bốc khói ha. Đây mình vẫn cầm bình thường, nhưng mà đụng vô đây là soi nghe nóng nha, biết chi để cho dù mình giữ được, mình sử dụng lạnh cũng được nóng cũng được, cảm giác là không có cảm giác nó như nhau, nó không có cảm giác nóng và lạnh gì hết đó. Và đây là những cái ly mình đang dùng. Cái ly này mình pha cà phê là anh em chú bác từ hồi sáng 8 giờ sáng cho tới giờ. Bây giờ này mấy giờ đây, để mình lấy đồng hồ. Thì giờ này là khoảng 4 giờ hơn ha. Mình quay clip này khoảng 4 giờ hơn. Thì hàng quá đồ nghề hôm qua thì mình đã ship hết tất cả cho mọi người, không chừa ai hết nha. Hàng quá thì mỗi ngày mình mỗi đi. Tính ra là hơn nửa ngày ha. Đậm đá nhiễn uống cà phê nè, đó. Tại vì hôm qua mình bán hàng thì hôm nay mình không có thời gian để đi, mình phải lên đơn hàng rồi mình phải gói hàng để trả đơn cho mọi người đó. Và đây đó, thêm là hai cái ly này của cũng là hàng bãi, mình lượm trong khoảng thời gian mình bán hàng bãi đây. Nó không có cái hơi phản xạ với cái camera. Tất cả các ly bãi nội địa Nhật nó chỉ cái này mà nó chỉ khắc laser lên thôi, hoặc là cái tem ở dưới. Ngoài ra không có gì hết, nó không có đóng chữ da băng gì hết. Thì hôm nay mình sẽ test những cái ly này tuốt tuần tuột luôn cho tất cả mọi người cùng xem. Giá cả thì nói chung là nó sẽ đắt hơn những cái mặt hàng ở đây ha, nhưng mà giá trị sử dụng nó là cực kỳ chất lượng. Đây, cái ly có quai này con vậy chứ mà nó tôm đá nha anh em chú bác. Để mình là cho cái ly nào không bán, để chủ yếu mình giới thiệu cho mọi người xem thôi, khỏi cần phải test, tại vì mình dùng mà. Thì trước đây cũng như mọi người thôi, mình uống bia hay là mình tất bất dùng bất cứ cái gì đó trong gia đình thì mình cũng uống nước hay gì đó mình cũng phải dùng ly miễn. Trong thời gian dùng đó thì dù ly miễn thì trong quá trình dù rửa hay là uống bia rồi cũng ly với nhau rồi sai xỉn đá đổ rồi nó bể hết rồi. Trong nhà mình bây giờ là không còn một cái ly miễn nào hết, chỉ còn có mấy cái ly này thôi. Thì hôm nay thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng nhờ cái hàng này của người ta nó thải ra, bây giờ nó lọt về đây thì nên mình xin giới thiệu cặn kẽ hôm nay cho tất cả mọi người cùng nhau tham khảo, và có nhu cầu mua sử dụng thì hãy xem kỹ cái clip này ha. Mình sẽ test
chuẩn bị cả máy khoan luôn nha anh, nóng lạnh đều dùng được. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái ngoại hình trước ha. Đây dưới đây thì nó có một dòng tem tiếng Nhật thôi. Cái này là mình khoan thử nha mọi người, để xem nó bằng chất cái chất liệu gì đó. Rồi chút mà mình sẽ test trên cái video này, trực tiếp trên cái video này cho mọi người cùng xem luôn. Cái này thì anh em mua về nếu muốn dịch thì lên Google dịch ra thôi ha. Còn đây cái vết xước này là anh em biết, cái vết xước này là mình chà trên gạch, trên mặt nhám của cái xi măng đó mọi người, thì nó ra được một cái vết như thế này. Nó thẳng ra cái ly này anh em có thể xài vĩnh viễn, muốn bể không bao giờ bể ha, đập thì nó sẽ mất, tại vì nó là vật liệu. Mình cũng chẳng chuẩn bị sẵn một cái miếng 500 và một cây đọt để lấy dấu khoan ấy, nên nhưng mà không cần khoan, tại vì mũi khoan này mình đã mài mũi rồi cho nên nó rất là bén. Đây này nha, cái này là một cái cục 500 nha mọi người nè, di chuyển cái thanh đọt để lấy xích ra nha. Đó, nó hết cái này lên luôn nha. Đây để xem cái vật liệu gì nha, nó gần như nó loại nó loại bỏ kim loại gần muốn hết 90% ha, bằng không phải là inox 304 mà inox cũng là inox, mà biết inox gì, nó bây giờ nó loại bỏ kim loại hết rồi. Còn cái vật liệu ha, cho anh em xem này, mình dùng dao chặt ra rồi đó, anh em thấy bên trong không, nó có một khoảng trống này, nó giữ nhiệt chân không, cho nên nó làm một cái khoảng trống phía bên trong một cái này nó dày khoảng 2.5 ly ha, mình đo rồi 2.5 ly, chặt ra thì nó có khoảng trống bên trong, nó không có gì hết, bằng inox luôn đó, mình chú ý xem ha. Đó chặt mẻ dao nha, inox nó cứng cỡ nào rồi anh em chú bác biết rồi, chặt mẻ con dao chặt mẻ con dao đi rừng của Nhật luôn á, cho nên chặt cái mà mình không dám chặt nữa, không lại phí con dao đi rừng 400-500 ngàn đó. Còn đây là mình đã khoan sẵn, trong đây thì nó khoảng cái độ khoảng hở trong đây là nó, để mình lấy cái tâm nè, cái khoảng hở nó trong đây là khoảng 1 phân đó. Nè mình khoan thử một lỗ nha, đó anh em chú bác thấy cái vết cắn, nó có vết cắn u phía trong là mũi khoan nó chuẩn bị tới đó, mình không khoan nữa đó, mình để cho anh em chú bác mình xem nó cặn kẽ hơn. Ly này là full mới chưa sử dụng nha, hàng này nói chung là anh em mua một lần, mua sử dụng thử một lần rồi anh em sẽ bắt đầu mua lần thứ hai, và có nhu cầu nữa sẽ mua lần tiếp lần nữa ha. Rồi giá cả mình sẽ từ từ anh em chú bác xem sẽ nói sao ha. Rồi ai xem kênh thì hãy cho mình một like ủng hộ ha. Cảm thấy nếu có nhu cầu sử dụng thì hãy xem hết video này rồi liên hệ mình chốt hàng. Thì ly nó là như thế nào, để mình ly lấy cái lon bia nữa. Rồi để mình sẽ đo tổng thể cái kích thước để cho anh em chú bác mình mua cho nó dễ ha. Cái ly này nói chung là nó cũng đồng thanh đồng thủ, chứ nó không phải là nhỏ quá mà cũng không phải là lớn quá. Độ cao của nó thì chỉ khoảng ngang ngửa với cái ly miễn ở đây đang bán anh em, cái ly miễn có quai á đó. Đó cao 12.5 ha, cái lon bia nó chỉ cao có 11.5 thôi, chỉ cao hơn 1 phân nè, chỉ cao hơn 1 phân thôi ha. Cái lon bia thì trồng vô được nha, bỏ một cục đá cưa thì nó cũng vừa ý à. Một cục nước đá thế này anh em bỏ khoảng 4-5 tiếng nó mới tan hết nha. Mình đã test rồi, mình đã thử rồi, một cục đá như thế này là khoảng từ 5 tiếng đồng hồ mới tan hết cục đá như thế này. Ly này mấy anh em chú bác là đặc biệt những ai thích uống bia ha, uống ly này là anh em khỏi chê luôn. Cái thứ nhất là nó sẽ giữ lạnh cho anh em chú bác mình, nó cái hương vị bia nó còn như là gần như nguyên chất ha. Với lại thứ hai nó ít hao đá đó. Cầm cảm giác nó không có gì hết á, nhưng mà cái khi mà nó hết đá rồi nó vẫn còn lạnh, thay vì những anh em chú bác đang uống những cái ly miệng. Thứ nhất nó sẽ tôm mồ hôi ra là ra đá, nó ra đá rất là nhanh đó. Ví dụ ly bia anh em chú bác để chừng 15 phút một hơn nửa giây, 15 phút sau nước đá nó sẽ ra đầy ly bia ha, dành bia nó sẽ nhạt, rất là nhạt. Nói chung là những ai đã uống bia thì biết ha,
Mình để đây nãy giờ chưa có thấm một giọt mồ hôi nào luôn nha anh em. Chưa có thấm một giọt nước luôn nha, ly nước nóng này nè. Thì độ nóng thì nó giữ lạnh, nó giữ nóng giữ lắm, giữ cho khoảng được khoảng hơn một tiếng, từng tiếng tiếng mấy thôi anh em, tại vì để hơi mà nước nóng bỏ ở đây nó bốc hơi thì đương nhiên nó phải nguội dần, chứ nó không phải như một cái bình bình thủy như mình gia đình nào cũng hay dùng á. Bình thủy thì đương nhiên nó cái độ kín nó có, cho nên nó giữ nóng nó hơi lâu, có thể là một ngày. Còn này đương nhiên nó bỏ trống như thế này không có nắp thì đương nhiên được cái nó sẽ bốc hơi đi, nó sẽ nhanh. Kể cả nước đá để cũng như thế này thì nó cũng sẽ bốc hơi từ 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 đó. 4 tiếng đồng hồ không bao giờ hết được một cục đá như thế này. Nước đá uống uống cà phê của mình như thế này anh em chú bác là thấy nó cũng vẫn còn li ti, nhưng mà nó còn lạnh nha, chứ không phải là nó ra hết đâu. Anh em ở ngoài quán cà phê nửa tiếng đồng hồ là uống vô là ly nước đá mình là như nó gần hết rồi. Nóng nha, cũng nóng nhưng mà giờ nó dần dần nguội nha. Để chi? Để cho anh em dùng cho những trẻ em, cho trẻ em nó mình cầm mình đúng dùng mình đút nước cho trẻ em hay người già bệnh tật nào đó. Còn ly này đặc biệt dành cho những đàn ông, những cánh mày râu như mình ha, thường xuyên hay nhậu. Bỏ cục nước đá này qua bên nha anh chú bác. Ly này nói chung là rất là hữu ích luôn, rất là chất, cực kỳ chất lượng luôn. Mình sẽ rót rồi để xem cái trọng lượng của nó bao nhiêu ha. Nó ngang 7,5 phân. Thì dài 12,5 nha, nó cũng không có nằm gọn trong tay nè, nhưng mà nó dạng theo kiểu như nó lùng lùng mà nó mập mập anh em, nó nù nù nè, trên đây nó nù trên đây nó ốm đi tí xíu thôi. Nó rất là vừa tầm để uống bia, một cục nước đá cưa mấy anh em mua ở tiệm á, bỏ vô đây vừa anh em uống luôn. Rồi đây mình sẽ ly này, ly cái lon bia ướp lạnh ha, đặc biệt uống bia ướp lạnh là cực kỳ ngon luôn anh em. Trong cái này thì giá cả nó sẽ mắc hơn có thể là 5-7 lần so với những cái ly ở đây Việt Nam này, nhưng mà anh em có thể xài vĩnh viễn, chỉ bị trộm bị mất thôi. Trong cái này bia này nó hơi khó rót nha, tại vì nó có bọt. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ test mấy cái này, bỏ mấy cái ly nhà qua bên nha. Ở nhà mình dùng suốt hơn một năm nay chỉ mấy cái ly như thế này thôi, có ba cái như thế đó thôi. Hôm nay về như thế này thì đương nhiên là Tết này mình cũng có ly để dùng. Mình mong muốn có, thật sự mong muốn có nó rất là lâu rồi ha. Nó hít rất là nhẹ, loại bỏ kim loại hết rồi, trong đây có khoảng không không có cái chất gì hết. Trong cái chờ đợi cho nãy chút mình không có tác động tới cái lon bia nha anh em chú bác. Hôm nay mình chơi mình coi như mình phá đi một cái ly để cho anh em chú bác cái chất lượng của nó, để anh em mà coi làm như thế nào để cho nó vỡ, nó bể, nó hư hay gì ha. Thật sự anh em mua một cái, khi nào anh em về mà đập, nếu mà đập bể không thể nào rót nước được nữa, một mình tặng lại cho 5 ha, thậm chí 10 luôn. Nhưng mà anh em đừng nên làm theo nha, anh em sẽ mất một cái ly, nó không có vỡ. Lấy búa đương nhiên thế, anh em dùng lực tác động mạnh nó sẽ xẹp lại thôi, tại vì nó cũng cơ bản nó cũng là kim loại inox mà. Bóp là không bao giờ được đâu, khoan luôn em. Để góc quay nào cho anh em chú bác mình xem cho nó rõ ha. Đây, khoan trái mũi luôn em nên chú bác. Mũi khoan này, mũi khoan 6 ly mình đã mài mũi. Mũi khoan 6 ly. Lục chui lục giác ha. Đương nhiên cái giò mình phải để lên chịu lực nghe mọi người. Hoàn toàn bằng inox. Đây, bề dưới của nó đây, không phải nó bằng cái gì hết,
Cái bằng này là một khoảng trống hơn một phần ở bên trong để nó giữ nhiệt đó mọi người. Đó, kể cả cái thành này như là hai lớp vậy đó, khoảng chân không ở giữa 100% chưa xài ha. Đó, quá ok ha, vừa tầm tay vừa lon bia. Rồi nó hết bọt mình sẽ rót vô coi nó hết một lon bia không nha. Uống mà nguyên chất như thế này anh em mà uống thích uống bia latte á, nó lạnh lâu lắm anh em uống nó phê lắm. Tại vì mình đã sử dụng cái mấy cái ly này là gần 2 năm rồi nên mình biết. Thật sự mình chưa lúc chưa có mặt hàng này là mình mong muốn có rồi, chứ không phải là mình tới lúc mình hôm nay mình mới. Nói chung anh em nào cũng theo dõi mình kênh mình thì hoặc mà có kết bạn Zalo mình thì thậm chí mấy tháng trước mình cũng thường hay phê mấy cái ly này, tới hôm nay mới có hết một ly luôn. Cầm lên nó không có cảm giác nóng và lạnh gì hết, cái nào cũng như cái nấy thôi. Đó là nước bia nghe anh em, để mình làm hớp nha. Tại vì mình cũng có cái tánh hay nhậu anh em, tối nay mình cũng phải nhậu rồi. Mình cũng không có ghiền rượu bia nhưng mà là đàn ông mà mọi người, trong một ngày làm việc thì đương nhiên mệt mỏi thì có thời gian để xả stress, để vui vẻ và giao lưu với anh em bạn bè đồ nữa. Chứ không phải mình cắm đầu mình làm không, tối ngày mình không có thời gian đi đâu hết. Thì hôm qua mình bán tiếp đồ nghề thì hôm nay thì mình mới về được một mớ này, cũng có số lượng nha. Bây giờ không biết test gì cho để cho mọi người xem cái độ cứng, cái chất lượng của nó nữa. Thay vì mọi người mua cái ly đây, dù cái ly miễn đây chắc bán cũng phải trên 10.000 đó, bán cũng phải trên 10.000 ha. Thì anh em hôm nay anh em chú bác mình mua một cái ly này tùy theo nhu cầu từng người thôi, ai muốn mua nhiều vẫn bán hết, nhiều thì đương nhiên sẽ có giá tốt hơn tí xíu, ít thì đương nhiên cái giá nó sẽ cao hơn cái giá sỉ, cái giá dụ hàng chục. Mới 100% chưa xài luôn nha, quên nữa. Còn cái này mình chưa cho anh em chú bác mình xem kỹ hơn nữa. Anh em chú bác nhìn thấy mấy cái này là tưởng là nó sẽ bị là như bị như dạng nó bị trầy xước phải không? Không phải nha. Anh em chú bác nào thấy là mấy cái vết hằn đây là ly nó chồng nhau nè, và hàng bãi về nó dồn bao chứ đâu phải một dạng như hàng bán hàng mới đó, bên của người ta đâu, hàng này là dạng hàng thải của người ta cho nên nó bỏ đi. Bên người lái chạy nó xăng ta mua về thì người ta đưa nó chồng về, người ta ấy sao cho gọn để ta vận chuyển về thôi. Hàng nhập khẩu trực tiếp luôn nghe anh em. Rồi mình sẽ kỹ cho anh em bác mình cách xử lý luôn nha. Đây, để mình để cái ly này Ethan đây nha, để mình đi lấy một miếng xăng trước khi mua về, để anh em chú bác mình muốn đẹp thì mình phải lấy xăng mình lao ha, để mình đi nhúng xăng. Còn ví dụ như cái này, nó là bản chất nó là inox rồi, bây giờ anh em chú bác mà cứ bỏ xuống mài nhám với xi măng đi, nó sẽ có vết xước. Cái này thì đương nhiên nó quăng ra bãi rồi thì nó không phải hoàn toàn mới 100%, nhưng mà nó còn trên 95% ha, trên 95%, tại vì mặt trong là không có tiếp xúc với bên ngoài, không reset, không có gì hết, không có sự tác động gì bên trong cho nên nó sẽ còn cực kỳ mới. Còn bên ngoài anh em lấy cái vật liệu gì bén anh em rọc một cái, đương nhiên nó sẽ có một cái vết xước. Ở nhà anh em chú bác mình lấy dụ nhôm hay là inox gì đó, anh em lấy dao gì đó rọc cái, đương nhiên nó sẽ có một đường như thế này đó. Đây là cây lấy dấu mình gạch, cây đi cái ly test mình bỏ rồi đó. Mình lên đương nhiên mình khắc lên nó sẽ phải có cái dấu như thế này. Cái này mình lao sẵn rồi, để đi mình đi nhúng miếng xăng, mình chỉ cách cho anh em chú bác mình khi mua về mình sẽ vệ sinh nó. Rồi mình nhúng miếng xăng rồi nghe anh em chú bác. Đây mình sẽ lấy cái ly dơ nhất có thể đây nha, mình sẽ chùi trực tiếp trên đây.
Đây là cái lớp keo thôi nha mọi người, chứ không phải là cái nó bị xây xước gì, là không có, không bị xây xước. Ví dụ nó chồng lên nhau, nó có sự kiểu như cắn nhẹ khi anh em chú bác lau ra, người người ngồi gần 1 mét không bao giờ thấy được, chỉ cái người cầm trên tay, trực tiếp trên tay khoảng vài tấc mới nhìn thấy được thôi. Thì cái inox anh em chú bác thấy nó sao là gì, nó y vậy đó, cứ gạch thử một đường thử coi là y như cái vết đó. Nó khi ở gần mới thấy, chứ còn mà còn người cách nhau cách chừng mét, đứng chừng mét là không bao giờ mà thấy được. Keo nha, này nó là keo. Mình sẽ lau luôn cái vòng tròn này. Này mình lau cũng chưa sạch lắm nha. Vậy lau là ra thôi. Này mình lau cái kiểu tranh thủ thời gian nha mọi người. Cái này ly này nó hằng nè. Cái này là bắt buộc cái nào cũng có nha mọi người, tại nó chồng lên hàng đống như thế đó, chứ không phải một cái nó sắp sắp rạ 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 một cái như thế này hay là đóng thùng như là không có nha. Chấp nhận được nha mọi người. Còn về sử dụng thì anh em chú bác cứ yên tâm. Rất đáng đồng tiền lắm. Mình keo á. Là mình chưa vệ sinh hết. Thì vệ sinh kỹ nó sẽ sáng đẹp hơn tí. Này mình nhúng xăng nó cũng màu khô quá. Hoặc là mình rửa dầu, dầu DO cũng được anh em chú bác. Tại có mấy cái ly mình rửa rồi, nó rất là sạch đẹp luôn. Như cái ly test này nè, mình đã rửa rồi, nó bóng ngự luôn. Thấy không? Cái này là nãy mình khắc á. Thì anh em chú bác cứ mua vậy làm y vậy. Còn cái sự xây xước là khó mà nhìn thấy lắm. Này chung là anh em đầu anh em chú bác mình, gia đình nào đầu tư một lần khoảng một tùy theo nhu cầu sử dụng từng người thôi, mua vài cái chơi thử cũng được, rồi mua về sử dụng thử rồi mới biết được cái chất lượng của nó rồi sẽ mua tiếp. Đây bóng đẹp luôn, vết này vết hằn đó, nó cắn nó chồng lên nhau á, tại vì nó chá với cái nó là cái vật liệu sáng rồi cho nên nó chá đẹp lắm. Rồi rồi mình báo giá công khai luôn, ai có nhu cầu mua sử dụng thì cứ liên hệ, xem kỹ rồi cứ liên hệ. Bán theo chục ha, một chục 700.000, chuyển khoản bao ship COD, không bao gồm phí ship ha. Tình trạng thì nó như thế này, có chồng lên nhau nó cũng sẽ có vết cắn như thế này đó. Anh em chú bác hàng dành hai cái ly nè, về vệ sinh thêm cái ly này nữa thì nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Lớp này là cái lớp keo chứ không phải cái lớp trầy. Một chục 700.000, ai muốn mua sỉ số lượng lớn á, từ khoảng 100-200 cái thì dù nó rẻ hơn được khoảng từ tầm 10.000 thôi nha mọi người, chứ còn dạng như anh em chú bác mình mua 20-30 nó cũng vẫn là 700 một chục ha. Còn giá mua lẻ cho anh em mua về trải nghiệm một cặp là hai cái 150.000, không bao ship kể cả chuyển khoản ha, dưới 10 cái mình chuyển khoản mình không bao ship đó, dưới 10 cái chuyển khoản không bao ship nha. Giá dưới 10 cái là 75k. Ủa là coi như là 75, một cặp là 150, là mình ship phải ship từ một cặp nha mọi người, chứ không để giờ ship một cái giờ 70-80 ngàn ha, còn một cái thì 80, một cái thì 80. Mấy cái đặc biệt, mấy cái ly này mình sẽ không ship, mà không ship chung đồ nghề nha, để mình nó sợ nó đầy xước nó cắn mớp nữa mất công mình phải đổi trả nó, nhiều khi một hai cái ly nó không có đáng nhiều. Ly đây nhiều khi mình nó yên nguyên chứ nhiều khi cái tụi vận chuyển nó dục nó chắc đồ của người khác này nọ lên nó cắn nó phiền lắm nha. Còn ly là hoàn hảo hết, cái khuyết điểm thì mình có nói cho mọi người biết rồi đó, chồng lên nhau như thế này nó có xẻ cái vết coi như là ấy thôi, anh em về chùi ra hết cũng khó mà thấy đó. Không bao giờ thấy được, cầm trên tay mới thấy, người nào cầm trên tay mới thấy được ha.
bảo hành cho anh em luôn ha. Dạ, cam đoan bảo hành cho anh em 1 năm, cứ ly nào mà cứ tôm nước một đổi một. Còn anh em muốn bảo hành 2 năm 3 năm chỉ cái năm cho thì mình 5k thôi, mình bảo hành thêm 1 năm nữa. Đó. Dù 750 bảo hành 2 năm. 800 mình bảo hành cho 3 năm luôn. Ly cũ mình dùng hơn tầm 2 năm rồi đó. Còn biết cái người sử dụng bao lâu nữa thì mình không biết đó. Dám cam đoan bảo hành cho anh em 3 năm tới 5 năm luôn. Anh em cứ chi thêm một tí thôi. Thì mình giá nó như vậy chứ thôi, mình bán cái giá cái cho nó cái sát nhất như anh em. Còn cách sử dụng thì anh em chú bác mình cứ yên tâm mà sử dụng. Chỉ mất không hư. Chỉ mất không hư nha. Chọi. Không rót được nước, anh em cứ liên hệ mình cho cái khác. Vài chục ngàn một cái thôi, không có thành vấn đề gì hết. Nhưng mà anh em đừng nên chọi. Hư cái ly của anh em thôi, nó mớp thôi chứ không có hư đâu. Vật liệu cỡ này làm gì hư được, lấy búa vòng thì mớp. Cho xe cán lên thì đương nhiên nó phải mớp. Còn chọi hay là bất cứ cái tác động lực nào mớp. Hai lớp, một lớp chân không ở giữa làm gì mà có chuyện tới lủng lỗ đó bên trong ha. Từ khi mấy anh khoan như mình. Đó, khoan như mình có hai cái lỗ nè. Nếu khoan thấu xuống nữa cái thì cũng là cỡ lớp này thôi. Rồi, đơn giản. Một chục 700 ngàn. Mua anh em mua trải nghiệm, giá trải nghiệm thì một cặp là 150 ngàn, không bao gồm phí ship. Dưới một chục chuyển khoản không free ship ha. Đó. Chung đóng gói mấy cái này thì nó không phải khó khăn gì mà, nhưng mà nó mình chỉ quấn shop mình gói thôi. Sợ nhất là trong cái quá trình vận chuyển thôi. Mớp cái nào mình đền cái đó. Mớp cái nào anh em mới báo chụp hình gửi mình đền cái đó. Lưu ý nhận hàng gửi ngay chứ còn anh em xài mà anh em cứ test mà về cứ kêu mình đổi là mình không đổi ngang cái giá trị thì có vài chục ngàn cái thôi, nó không có giá bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình người bán thì mình đảm bảo cái uy tín của người bán của mình để cho mọi người mua có sự yên tâm. Đó. Một cặp cứ 150, anh em cứ mua mấy cái nhân lên. Còn một chục 700. Giá sỉ thì từ 50 giảm đi tí xíu thôi, vài ngàn thôi, chứ còn mà giảm nhiều là không có, là mình không có lấy cái về bán đâu. Đó, ví dụ như 50 hay là 100 cái thì giảm đi 20 ngàn là mình sẽ không có lấy cái về bán nha. Đó, cái ly này lời cũng hạn chế nhờ số đông thôi, số nhiều thôi, chứ còn mà cái không có lời mà nhiều đâu. Tại nhờ số lượng nhiều. 1.000 cái. Anh phục vụ tất cả mọi người. Ai thấy video này có nhu cầu mua thì cứ xem kỹ hết cái video này, mình test từ đầu tới cuối. Nước này vẫn nóng nha, vẫn còn nóng, tỷ lệ nóng nó còn khoảng 50-60% thôi, đương nhiên nó bốc hơi mà. Còn lạnh là bia hả, anh em về mua thử làm cốc bia. Không như lời mình nói, hoàn tiền trả sản phẩm đây, đơn giản. Đó là cái chia sẻ cái video thực tiếp, không cắt ghép cái gì hết. Nghe em, từ này mình quay bằng điện thoại không à, chứ mình không có biết cắt ghép gì hết đó. Ly thì nhiều lắm, mình lấy mẫu lên một số đây thôi. Ai mua thì hôm qua mình có đăng Zalo, một số anh em chốt cũng cần 100 ly rồi. Nhưng mà mình hôm nay mình chưa ship nha. Tại vì mình lên cái clip tổng thể luôn cho anh em xem kỹ lại một lần. Tại vì hôm trước mình có bán một cái ly nhỏ này nè, ly inox nè, cũng là inox nè, 25 ngàn một cái, cũng ly bảy nhật, nó nhỏ lắm, tiền nào của nó thôi, độ cao thì nó cũng ngang ngửa nhau nè, mà thằng này nó bỏ đây trọn lẫm mà, đó, em thấy để nó tránh lên một phần nè, là một cái lớp chân không ở dưới đây nè, sử dụng phê lắm nha tất cả mọi người, trong mọi nhà anh em chú bác mà Tết này mua chừng chục. Gia đình nào ít đất mua chục xài không hư đâu. Khi nào anh em chỉ bị trộm hay bị mất thôi mới hư thôi, chứ còn dạng như anh em sử dụng như thế này chừng nào hư. Đây nè, cái ly này thì hởm mình cũng có ấy nè. Cái ly này mình quay về nó hơi, anh em có thấy nè. Cái ly của mình nó cao hơn khoảng 2,5 phân. Ly của mình nó tới 14,5 nè. Nhưng mà cái ở dưới nó nhỏ. Nó bự lên cái miệng thì cũng như nhau. Nhưng cái nhỏ chung cái ly, cái mẫu ly cũng rất là đẹp, nhưng mà cái ly này nó đồng thanh đồng thủ hơn, rất vừa tầm để anh em chú bác uống bia. Cái này anh em làm nhà nào làm ví dụ đại đám gì đó cực kỳ sang luôn, nhưng mà phải mất công giữ. Thay vì cái ly miễn mười mấy ngàn rớt cái bể dục vứt
rửa có thể cũng có thể bể, chất chồng lên nhau chị, quá trình vận chuyển cũng có thể bể, còn cái này chỉ mất không bể, không hư, giữ lạnh thì tuyệt vời. Rồi tới tới anh em chú bác nào, gia đình nào có nhu cầu, anh chị em nào có nhu cầu thì hãy xem kỹ rồi liên hệ mua hàng. Giá đã báo công khai, không có phải giấu giếm gì, ai cũng có thể mua được, ship kiểu nào mình ship kiểu đó, chục hai chục gì cũng vậy, một chục hai chục cũng như là giá 700 một chục. Mua mua trải nghiệm chơi thì một cặp 150, một cái thì 80, rất rõ ràng ha. Em chú bác xem tham khảo mua thử nha, hai cái thôi, anh em chú bác về thử đi rồi mua tiếp, tại số lượng mình tới một rất là nhiều, hơn 1.000 cái. Rồi xin giới thiệu một sản phẩm hôm nay thôi, rồi chúc anh em chú bác mình một ngày thật sự vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ. Nhu cầu của từng người nó sẽ khác nhau, người mua ít người mua nhiều, vậy thì như thủ tục mua mua bán thì mình cũng đã nói rất là rõ, giao dịch của mình thì anh em chú bác xem nhiều rồi cũng biết nó rất là rõ, thì có hai hình thức thôi, một COD, hai chuyển khoản. COD thì không bao gồm phí ship nha, mua tự dụ anh em nào chú bác mua nhiều từ 50 cái đổ lên mình mới giảm đi tí 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 thôi, chứ còn mà giảm một lần 20 30 ngàn cái là thôi mình đi bán cho chay luôn chứ mình không có bán nha. Rồi cảm ơn tất cả những ai đang xem video này, rồi xin chào và hẹn gặp lại trong clip gần nhất.